chào tất cả các bạn. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một số tính năng hữu ích của nút chuột rửa. Như các bạn đã biết, con chuột máy tính của chúng ta được thiết kế ở phía dưới cái bánh lăng sẽ có một cái nút, và cái nút này được gọi là cái nút chuột rửa. Thì cái nút này nó có hỗ trợ chúng ta rất là nhiều cái tính năng hữu ích khi chúng ta làm việc trên máy tính. Thì khi chúng ta lướt web, thì tại một trang web này thì bình thường để chúng ta di chuyển lên xuống thì các bạn sử dụng bánh lăng để di chuyển. Nếu có một cái trang web khá là dài thì các bạn phải di chuyển khá là nhiều lần, mất khá là nhiều thời gian. Thì cái nút chuột rửa này nó sẽ giúp cho các bạn di chuyển nhanh hơn và có thể xem lướt các nội dung. Thì để sử dụng cái tính năng này thì các bạn chỉ cần nhấn chuột giữa là chúng ta sẽ nhấn cái bánh lăn xuống, thì cái con trỏ chuột nó sẽ hiện ra cái hình tròn và có bốn cái mũi tên. Thì chúng ta sẽ rê chuột từ trên xuống dưới để chúng ta di chuyển nhanh xuống phía dưới. Chúng ta vẫn có thể xem lướt được các nội dung của cái trang web, và khi chúng ta muốn dừng lại thì chúng ta chỉ cần nhấn thêm một cái nữa. Ngoài ra thì trong các phần mềm như Word, Excel thì các bạn có thể di chuyển trang như thế này. Khi bạn muốn mở một cái đường link sang một cái tab mới thì bình thường các bạn phải nhấp chuột phải lên và chọn là mở liên kết trong tab mới. Thì cái thao tác này đòi hỏi các bạn phải bấm hai lần. Thì bây giờ cái nút chuột giữa nó sẽ giúp chúng ta thao tác nhanh hơn. Thì các bạn chỉ cần đưa con chuột lên cái vị trí mà có đường link, và các bạn chỉ cần nhấn chuột giữa là nó tự động nó mở sang một cái tab mới. Ngoài ra trên nhiều web thì khi chúng ta muốn đóng một cái tab thì bình thường thì chúng ta phải click chuột trái lên cái nút cái nhỏ ở đầu mỗi cái tab đây. Nhưng mà vì cái thiết kế cái diện tích của cái nút X này nó khá là nhỏ nên việc chúng ta bấm nó không được chính xác lắm, và thao tác chúng ta cũng có thể chậm đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng nút chuột giữa để tắt nhanh các tab này. Thì các bạn chỉ cần nhấn chuột giữa lên ở giữa các tab này là chúng ta có thể đóng các tab một cách nhanh chóng. Ngoài ra trong Windows Explorer thì chúng ta cũng có thể dùng cái nút chuột giữa này để đóng nhanh các cửa sổ. Ví dụ mình đang có hai cửa sổ của Windows đang mở đây, cái là thư viện, một cái là máy computer, thì các bạn chỉ cần rê chuột xuống thành công việc này để nó hiện lên hai cái biểu tượng cái trang nhỏ như thế này. Thì các bạn chỉ cần nhấn chuột giữa lên là chúng ta có thể đóng được cái cửa sổ này. Đây, các bạn chỉ cần nhấn chuột giữa là chúng ta có thể đóng được. Đối với các phần mềm, ví dụ tôi có hai trang Word ở đây, chúng ta có thể đóng nhanh được bằng cách là chúng ta nhấn chuột giữa, hoặc là nhấn chuột giữa để đóng nhanh. Ngoài ra thì trên cái trình duyệt Firefox nó còn có tính năng rất là hay. Chúng ta sẽ dùng cái nút chuột giữa này để dán những ký tự mà chúng ta copy. Chúng ta không phải bấm Ctrl V hay là nhấn chuột phải chọn Back nữa. Các bạn muốn xài được cái tính năng đó thì các bạn phải mở cái trang cấu hình lên. Thì các bạn nhớ vào cái trang là about2.config và các bạn bấm vào cái nút tìm kiếm này cái chữ là middle mouse. Các bạn sẽ có được một cái là middle mouse.path. Thì các bạn chỉ cần đổi cái giá trị này thành true là các bạn có thể sử dụng được cái tính năng này. Thì các bạn chỉ cần nhấp đúp lên cái chỗ này là nó sẽ đổi thành true. Như vậy thì các bạn có thể sử dụng cái nút chuột giữa này để dán ký tự. Thì mình sẽ demo cho bạn xem. Ví dụ mình sẽ copy cái dòng chữ này, google.com.vn hiện đã có bằng các ngôn ngữ, mình sẽ copy cái mặt này. Thì mình chỉ cần nhấn chuột giữa là có thể dán lên được. Thì các bạn không cần phải bấm Ctrl V hay là bấm chuột phải vừa chọn Back nữa. Như vậy các bạn có thể thấy là cái nút chuột giữa đối với chúng ta khá là hữu ích trong quá trình làm việc, nó giúp chúng ta thao tác nhanh hơn, linh hoạt hơn, không phải sử dụng nhiều thao tác. Như vậy mình vừa hoàn thành xong video chia sẻ với bạn một số tính năng hữu ích nút chuột giữa. Nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ và đừng quên truy cập vào kênh YouTube của mình, bấm vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video khác. Và các bạn hãy like trang fanpage của TKC Rockstar trên Facebook. Và cũng nhân dịp năm hấp tết đến, mình xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn có một mùa xuân an lành, hạnh phúc và có một cái tết đầm ấm sum vầy bên gia đình, và đặc biệt là có một cái năm mới thật là nhiều may mắn và thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.